Ở trận đấu này đối đầu với vị tướng xạ thủ quốc dân của mọi game thủ đó là vị tướng Van Hên. Sử dụng các trang bị giảm tốc đánh như khiên thất truyền, khiên huyền thoại để giảm đi sức bắn của Van Hên. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn đội hình nhiều đấu sĩ, sát thủ cần lướt để dễ dàng bắt vào Van Hên hơn. Những cách khắc chế Van Hên hay nhất, dù một trận đấu game liên quân nào cũng cần sự kết của cả team mới có thể giành được chiến thắng. Do đó, bạn cần biết phối hợp với team mình để làm giảm sức mạnh của Van Hên ngay từ đầu trận. Tham khảo ngay những cách khắc chế Van Haine hay nhất sau đây dù tim của bạn ganh cơ rừng sớm và liên tục, cố gắng hạ gục Van Hên để hắn bị thọt ngay từ đầu trận. Đây được xem cách phổ biến nhất khi muốn đè một đường nào đó. Luôn chú ý đến rừng của tim địch nhé, nếu không sẽ phản tác dụng đấy. Hỗ trợ tim bạn cần biết cách cấu rỉa máu, không cho Van Hên pham lính. Đây là một cách gây áp lực hiệu quả, nhưng cần sự lựa chọn tượng hỗ trợ thông minh. Mít tim bạn cần đảo đường để gây áp lực lên tướng Van Hên. Nếu Van Hên đi rừng, thì rừng bạn có nhiệm vụ cướp phá tất cả các mục tiêu mà Van Hên có thể ăn. Ngoài ra, mai phục hạ gục Van Hên ngay trong rừng. Sử dụng tướng đánh xa hơn để khắc chế Van Hên. Cách khắc chế Van Hên đầu tiên và dễ thực hiện nhất đó là dùng tướng có tầm đánh xa hơn để hạ gục đối phương. Những vị tướng như Violet, Telanas khắc chế khá tốt Van Hên. Anh chàng xạ thủ Van Hên nổi tiếng là đánh tay đôi mạnh nhưng sẽ như thế nào nếu anh ta đánh không tới đối thủ? Tướng khắc chế Van Hên. Sử dụng tướng đánh xa hơn để khắc chế Van Hên. Bên cạnh đó bạn có thể sử dụng những vị tướng có tầm sử dụng chiêu xa để Van Hên không chạm được vào mình. Đặc biệt nếu bạn là người biết cách dọn lính tốt thì tướng Van Hên rất khó có thể hạ gục bạn trong giai đoạn solo đường. Nhờ sự trợ giúp của đồng đội từ sớm, thêm một cách nữa đó là có thể nhờ những người đồng đội mình lên giúp sớm để chống lại sức mạnh của Van Hên. Sức mạnh của vị tướng này đến từ khả năng dùng các chiêu thức choáng để ép góc và dùng hai để đánh với một. Vì vậy bạn có thể nhờ hỗ trợ lên sớm để đi cùng đường hay dừng lên ganh từ giai đoạn rất sớm chỉ cần hạ gục Van Hen 2 đến 3 lần ở giai đoạn đầu game thì vị tướng này gần như được xem là yếu nhất team. Cách khắc chế Van Hên này cần phải có những đồng đội thật ăn ý, nếu không cũng bị ăn hành như bình thường. Sử dụng tướng đột biến khi solo đường, nếu như chưa biết chơi những vị tướng tay xa để khắc chế Van Hên thì bạn nên sử dụng những vị tướng tạo đột biến trong giai đoạn đi đường. Ví dụ là những vị tướng như Crash, Maga hay Omen để solo trình độ khi đối thủ lộ điểm sơ hở của mình. Điểm nổi bật của những vị tướng tạo đột biến là họ có những chiêu thức có thể dọn lính nhanh khi Van Hên có động thái muốn ép trụ. Thủy thần của tướng Crash sẽ được bật lên thì mọi đối thủ đều phải lùi về nếu không muốn bị hạ gục trong trụ đối phương. Cách khắc chế Van Hên phun phép Chia sẻ bạn một cách khắc chế Van Hên phun phép đó là dùng sát thủ mang tên NAKROTH để khắc chế, dùng cho mình chiêu bồi thẩm đòn để hất tung mục tiêu. Phối hợp với kỹ năng gươm hành quyết lại gây hiệu ứng hất văng và tạo ra một lượng sát thương lớn lên kẻ địch mắc phải tái kích hoạt chiêu bồi thẩm đòn lần hai tiếp cận mục tiêu ở phía sau, để tránh các chiêu thức mà hắn tung ra. Sau đó tiếp tục truy đuổi và tiêu diệt bằng kỹ năng nguồn cơn rắc rối. Cùng với nội tại thẩm phán oai nghiêm, các đòn đánh thường thứ tư sẽ hất văng. Đồng thời chúng đích giúp tăng 50% tốc độ đánh. Vì thế Van Hên khó có thể thoát thân nổi khi đối mặt với mình là NAKROTH. Cách đánh làm giảm sức mạnh vị tướng Van Hên, cùng tìm hiểu cách đánh tướng Van Hên thông qua Batman trừng trị xạ thủ. Đừng quên tung ra cho mình chiêu rơi đêm khi xác định được mục tiêu. Ẩn mình vào bóng đêm trở nên tàng hình. Song song kết hợp tung kỹ năng phi tiêu rơi phóng trước phi tiêu chứ danh của mình, làm chậm mục tiêu và gây sát thương vật lý. Tiếp tục tái kích hoạt chiêu cuối rơi đêm lần hai bay đến tấn công gây sát thương lên kẻ địch dính phải. Sau khi thoát tàng hình tướng sẽ được tăng 50% tốc độ đánh trong 5 giây. Không những thế, Ban tung ra vút chân không vung tay tấn công kẻ địch lân cận và tiêu diệt hắn. Kết hợp đội tại truy đã. Khi tiến đến gần kẻ địch sẽ giúp tăng 20% tốc độ chạy kèm sát thương tay phun chỉ định thì van hên chỉ trong chớp mắt sẽ bốc hơi. Phù hiệu cho El su, phù hiệu luyện kim giúp Elsu nhanh chóng tăng trưởng sức mạnh của mình nhờ khả năng tích lũy thêm lượng vàng. Phù hiệu chính: Dừng nguyên sinh, ám kích, sinh tồn, du hiệp. Phù hiệu phụ: Quả cầu băng xương, thợ săn. Hoặc bạn có thể sử dụng phù hiệu chuyển sinh sẽ giúp vị tướng kém cơ động như Elsu có cơ hội trở lại giao tranh nếu chẳng may bị bắt vào. Phù hiệu chính: Thành khởi nguyên, quả cầu băng xương, thợ săn, chuyển sinh. Phù hiệu phụ: Ma hỏa, cường công. thứ tự nâng chiêu, phép phụ trợ, ngọc và trang bị cho eo su. Thứ nhất thứ tự nâng chiêu, tăng mắc chiêu 2 tiếp theo chiêu 1 và tiếp theo chiêu cuối tăng đúng cấp độ. Chiêu 2 có sát thương cao và là chiêu thức chính để cấu rỉa nên hãy nâng tối đa chiêu này trước. Thứ hai phép phụ trợ, tốc biến bổ sung độ cơ động cho eo su. Thứ ba cách lên ngọc chính của eo su, ngọc đỏ, 10 viên tốc đánh, tỷ lệ trí mạng. Ngọc tím, 10 viên tốc đánh, tốc chạy. Ngọc lục, 10 viên công vật lý, xuyên giáp và cuối cùng là cách trang bị cho eosu đi ad len rồng dày du mục kiếm muramasa kiếm Nít, kiếm fan rỉ phức hợp kiếm và giáp hộ mệnh bộ trang bị này giúp eosu có đủ lượng tốc đánh tăng tốc độ xả sát thương bằng đòn đánh tay lượng công vật lý lớn để có thể cấu rỉa bằng viễn chỉnh kích Combo chiêu thức Elsu, với chất tướng và bộ kỹ năng đặc biệt thì Elsu có rất nhiều kiểu combo chiêu thức khác nhau. Bạn có thể sử dụng chiêu 2 để cấu rỉa từ xa, khi đối phương hết máu có thể truy đuổi bằng chiêu cuối bắn ngược lại để bay về phía mục tiêu và kết liễu. Khi kẻ địch áp sát, hãy liên tục bắn thường, nếu cảm thấy nguy hiểm sử dụng chiêu cuối vào kẻ địch để tẩu thoát, sau đó tùy tình huống mà có thể bắn thường hoặc dùng chiêu 2. Ngoài ra Elsu còn một combo kiểu khô máu với đối phương, bạn dồn đủ 3 viên viễn trình kích khi đối phương áp sát bạn có thể nhấp thả chiêu 2 để bắn với khả năng trúng cao. Đối phương dính 3 viên thì sẽ tụt báu rất nhanh. Sau đó bạn sử dụng chiêu cuối để lui về và bắn thường. Điểm mạnh elsu có khả năng gây sát thương rất mạnh từ khoảng cách xa với chiều 2 viễn trình kích chưa một ưng chạm có thể soi mép trong phạm vi rộng nếu đặt đúng vị trí sẽ rất hiệu quả trong việc phát hiện hướng di chuyển của địch nội tại giúp ngụy trang và tăng tốc điểm yếu elsu máu giấy dễ bốc hơi khi bị tướng sát thủ của đối phương áp sát và dồn sát thương chiều 2 khó trúng, đòi hỏi người chơi có kỹ năng định hướng cao Ở giai đoạn đầu trận bạn có thể di chuyển tìm một vị trí như bụi cỏ hay góc bắn phù hợp để cấu máu với chiêu hai lên pháp sư ở đường giữa sau đó di chuyển về len để farm. Ở giai đoạn giữa trận bạn sử dụng chiêu hai để cố gắng farm và cấu rỉa đối phương. Với lượng sát thương vật lý lớn và sải tay dài nếu phối hợp với team tốt thì có thể đè đường và lấy trụ rất nhanh. Cuối game là giai đoạn mà bạn nên linh hoạt trong lối chơi Elsu. Nếu giao tranh có vị trí tốt và an toàn thì hãy bắn thường nhiều nhất có thể. Nếu cảm thấy không có vị trí tốt thì hãy nút từ xa và dùng chiêu hai liên tục bắn vào đối phương. Những vị tướng đồng minh sẽ hiệu quả là các vị tướng có khả năng khống chế và cố định mục tiêu tốt như Judo, Arum, Rizek. Sẽ là những đồng minh tuyệt vời giúp Elsu bắn chính xác hơn gây sát thương được nhiều hơn trong giao tranh.